À, cho các bạn, mình là Linh đây. Ở clip này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một loại vũ khí chắc chắn là được mong đợi rồi. SVIP thứ 8 anh em ạ. Nhưng mà có một cái điều rất là chán ở đây. Mình cứ nghĩ là sau cái 7 cái SVIP trước ấy, thì nay sẽ là SVIP thứ 8 sẽ là một là chẳng hạn là bom SVIP này hoặc là dao SVIP gì đấy để kiểu như anh em bắn ấy xong rồi có một đủ một bộ SVIP thì gọi là cực kỳ là ngầu đúng không? Nhưng mà rất tiếc thì đây là khẩu súng máy anh em ạ. Tức là SVIP thứ 8 là súng máy nhá. Đây, anh em để số đạn là biết rồi mà. Thì nó cũng gần na ná kiểu RPK SVIP nhưng mà nó ít ít đạn hơn đúng không? RPK SVIP là 180 mà cái này chỉ có 160 thôi. Có cái phần so sánh thì mình so sánh sau nhé. Đâu, đây. Cho anh em xem phần so sánh này luôn. Nói chung là ở cái điểm này thì mình chú ý nhất là so sánh khẩu cái này, này. Băng khẩu, nói chung là khẩu băng gì ấy. Anh em nhưng mà anh em đừng quan tâm đến tên nó vội bởi vì là khi mà về Việt Nam thì tên nó sẽ đổi thôi, nó sẽ khác đi nên là anh em cứ hình dung đây. Cái bên trái là khẩu FV8 còn bên này không nhớ có phải là FV thứ nhất không đấy, anh em có thể xem các chỉ số gần nó chỉ na ná nhau thôi, các chỉ số nó không thay đổi nhiều lắm. À ừ, cái độ ổn định này, cái độ ổn định cái dòng cuối cùng này hình như là ồ, mình thấy cái dòng này là có nhiều khác biệt này, anh em để ý là nó khẩu này có độ ổn định cao hơn nhiều nhé. Tức là dòng súng máy mà có độ độ ổn định cao thì nó rất là ngon. Bởi vì nó nhiều đạn mà anh em mà dê nhiệt tình ấy thì nó bắn chuẩn, chuẩn xác thì nó cực mạnh luôn. Chứ là nó ngon hơn khẩu SV, khẩu RPK đấy. Rồi ok. Hiện tại thì cái giá của anh em mua cái này là 2.800 vàng ấy, 2.880 vàng. Nhưng mà đây là cái giá chỉ gọi là tạm thời anh em biết ở đây thôi, chứ về Việt Nam nó khác nhá. Anh em cứ bình tĩnh. Chứ không dễ dàng mua nó đấy đâu, nhưng mà về sau thì chắc là truy kích cũng bán bằng vàng thôi, nhưng mà nó sẽ đắt đi hơn, đắt hơn một chút đấy, nhưng không sao, anh em cứ để mình sẽ nghiên cứu thế nào. À đây đây, cái này này hay này, dòng FV nào cũng vậy, nó có nhiều chức năng mà, thì là anh em khi mà bắn thì nhận thêm 100% kinh nghiệm này và 100% GP. À đây, còn những người anh em mà chơi ké, chẳng hạn anh gặp phòng nào, có thằng nào nó chơi khẩu này này thì anh em được ké kinh nghiệm này, được tăng 30% GP này. Đó. Cái gì? GP rồi. Ui. Ui thế này, cái này nó cộng dồn anh em ạ. Đây nhá. Anh em kiểu như tăng phần trăm nhận GP với cả XP ấy. Thì anh em tăng tối đa được 2.000 cơ mà. Ui tức là 10 20 khẩu à? 20 khẩu này nhân vào với nhau thì nó 2.000%. Ui thế một trận mà anh em phải hơn 10.000 vàng thì kinh khủng quá đúng không? Đây các tính năng đặc biệt của nó đây. Về cơ cái gì đấy các bạn gọi là chị Google là chị dịch tiếng khựa, nó rất là lởm khởm nên là rất khó hiểu nên mình sẽ đọc phần nào thì rồi mình sẽ dịch cho anh em tạm hiểu như này nhé. Mỗi là EVIP thì nó có cái Q mark ấy, khi mà anh em giết và nó có một cái Q mark ở dưới màn hình ấy thì nó hiện lên là nó sẽ khác nhau đúng không, thì khẩu này cũng vậy thôi, khẩu này nó kiểu băng này, khi anh em giết thì nó có một biểu tượng riêng, nhưng mà hiện tại thì mình chịu thôi, mình không biết là nó trông nó như thế nào nhưng mà anh em yên tâm nó sẽ rất là đẹp. Bấm V để xem vũ khí thì cũng giống RPK thôi. Nhưng mà cái xem vũ khí này mình thấy không ngon bằng kiểu Dragon Evil đúng không? Dragon Evil là kiểu vừa xem được xong lại còn vừa kiểu đạn bất tử ấy. Cái con này mình không biết là nó sẽ có thêm cái tính năng nào nữa không? Vũ khí tiến hóa. À. Ô bây giờ là khẩu này rất là ngon anh em ạ. Đây là khẩu Evil đầu tiên mà nó có khả năng tiến hóa nhé. Nó anh em cứ hình dung như kiểu Fury này, Viper này nó có tiến hóa đúng không? Thì khẩu này cũng có này. Đó, tiến hóa nó còn thay đổi ngoại hình này. Xong rồi băng. À đúng rồi, ở chế độ mạo hiểm là chế độ mạo hiểm là cái chế độ AI đấy anh em. Tức là khi mà anh em bắn thì sẽ tạo ra những cái cục băng kiểu kiểu vậy đấy. Đó. Tốc độ đồng bộ nâng cấp. Để xem cái này là cái gì nào. Các giá trị. Cái này mình không hiểu luôn. Em đọc xem có hiểu không? Em cứ hình dung là chế độ phiêu lưu là chế độ à đâu à, mạo hiểm à, chế độ phiêu lưu là đánh người. Ok, cái này bỏ qua đi, khó quá, bỏ qua, mình không hiểu chỗ đấy lắm. Phục hồi mạnh mẽ, máu sẽ đây phục tăng máu này, những dòng súng máy ở trong AI thường nó có tăng máu đúng không? Tác dụng được phục hồi à, tăng khả năng phục hồi anh em ạ, tức là trong chế độ AI ấy, phiêu lưu là chế độ AI đúng không, thì nó sẽ tăng khả năng phục hồi của anh em. Do súng máy đánh AI cực ngon mà gần như kiểu anh em không thể chết rồi, nó tăng máu liên tục.
Ở đây cái này là cái đặc biệt nhất của khẩu súng nữa. Đây anh em sẽ có ba hiệu ứng này, có ba kỹ năng này, làm lạnh này, gây rất nhiều thiệt hại cho kẻ thù gần đó, tức là nó sẽ bắn phạm vi lan nhé. Anh em cứ hình dung giống kiểu là cái quả bom con vịt đi, có bom con vịt hay là có bom nó nổ lan ra ấy thì, à đúng rồi, hình dung dễ nhất là cái cung băng ấy, cái cung băng ấy thì nó bắn kiểu làm lan ra cái băng thì là mấy con AI xung quanh nó đều bị gây sát thương ấy, kiểu kiểu vậy. Thế ngon phết nhỉ, giảm thiệt hại xương giá và giúp và tấn công có mục tiêu. À hình như nó tạo ra một tường băng anh em ạ. Đây này, mình nhìn dịch ra chỗ này hình như nó tạo ra một cái tường băng ấy. Hay phết nhỉ. Ui, phục hồi máu dưới chế độ thây thức. Và các lá chắn. À, nó tạo ra tường băng ấy. Tạo ra tường băng để bảo vệ anh em ý ấy. Hay nhỉ. Cái anh em có khả năng chặn rom. Giống là kiểu vậy đấy. Rồi, tạm vừa vậy thôi. À, về các bạn đây là khẩu súng nhìn này, chắc chắn là nhìn nó đẹp rồi. Chứ đây là một số cơ về phải đến mình nghĩ phải là tuần sau đấy, vài một hai tuần sau nó mới ra mắt được thì anh em mới có thể xem được trực tiếp là nó, chứ tạm thời đấy có những tính năng như vậy. Anh em xem mà nhớ cho mình cảm nhận về SV thứ 8 nhá. Ok, nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình. Bye.